Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của mọi người. Hy vọng những bài hát của Nữ Phó Tịch ngày hôm nay sẽ đem lại một không khí sôi động hơn và nồng nhiệt hơn của tất cả mọi người. Ngày hôm nay Nữ Phó Tịch có mặt ở đây là để xin chúc mừng cho Audi một lần nữa. Xin chúc mừng những thành tựu và những sự hợp tác mới của Audi. Và chúc